Minh Trí và Tú Trinh gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Nam Shopping. Quý vị thân mến, để bảo vệ cơ thể khi chúng ta đi lưu thông ngoài đường phố cũng như là giữ thân nhiệt trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau thì chúng ta cần có ngay được những chiếc áo khoác. Và ngày hôm nay trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Nam Shopping, chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn những chiếc áo khoác đến từ thương hiệu Dore. Và thưa quý vị, với những chiếc áo khoác thời trang sử dụng được cả hai mặt, mặt trong và cả mặt ngoài đến từ thương hiệu Dore thì quý vị sẽ có đến 3 sự lựa chọn về màu sắc. Ví dụ như là ở đây Trinh đang kết hợp đó chính là từ màu xanh dương cùng với lại màu trắng, mang đến một phong cách rất là khỏe khoắn và năng động, phù hợp cho cả nam và nữ cùng sử dụng quý vị nha. Bên cạnh đó thì với những sự lựa chọn còn lại thì quý vị sẽ có ngay một chiếc áo khoác rất là khỏe mạnh luôn, với sự kết hợp từ màu đen cùng với lại là màu xám nữa. Và cuối cùng, nếu như chúng ta muốn lựa chọn sự nổi bật thì quý vị sẽ có ngay sự kết hợp từ màu đỏ cùng với màu đen. Ba sự lựa chọn khác nhau về màu sắc và có 5 size cho quý vị dễ dàng lựa chọn, đó chính là size M, L, XL, 2XL và 3XL. Cho nên quý vị có thể mua ngay về để dành đến cho những người thân trong gia đình của mình quý vị ạ. À, như vậy là áo khoác Dore sẽ phù hợp cho tất cả các thành viên, các đối tượng khác nhau bên trong chính gia đình của mình, cùng với mức giá cực kỳ ưu đãi chúng tôi đang áp dụng trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đàm Shopping, chỉ có 349.000 đồng mà thôi quý vị nha. Mức giá rất ưu đãi và chưa dừng lại, chúng ta vẫn còn tặng thêm quà tặng hấp dẫn khác. Và quà tặng này cũng rất là cần thiết, đi kèm với mức giá là 349.000 đồng, chúng tôi tặng ngay cho quý vị, đó chính là một quà tặng hoàn toàn miễn phí ở đây. Mình sẽ có thêm đó chính là một chiếc nón bảo hiểm để quý vị có thể an tâm trên những chuyến đi trên đường của mình. Những chiếc nón bảo hiểm rất là thời trang kết hợp cùng với áo khoác chất lượng của thương hiệu Dore sẽ là một người bạn đồng hành giúp chúng ta an tâm hơn trên mọi nẻo đường quý vị nha. 349.000 đồng có ngay quà tặng miễn phí, thời gian sở hữu là có hạn thôi, nên quý vị ơi hãy thật nhanh chóng nha. Tổng đài quen thuộc 1900 7137 đã sẵn sàng rồi, gọi về ngay để chúng tôi được giao bộ sản phẩm này về tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đài Home Shopping, sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, thiết kế hai mặt thuận tiện khi sử dụng, mức giá 349.000 đồng, có 3 màu, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, quà tặng hấp dẫn, nón bảo hiểm khi lưu thông trên đường phố. Và thưa quý vị, bên cạnh việc có 3 màu thì chúng ta sẽ còn có ngay là 5 size cho quý vị dễ dàng lựa chọn cho mỗi chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, đa dạng size phù hợp cho cả nam và nữ, size M, L, XL, 2XL và cả 3XL. Quý vị có thể gọi về ngay tổng đài của chúng tôi để có được ngay những tư vấn hết sức cụ thể. Quà tặng hấp dẫn đi kèm nón bảo hiểm để giúp chúng ta lưu thông an toàn trên đường phố. Áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, mặt ngoài chất liệu polyester, hạn chế thấm nước, phù hợp khi mặc ngoài trời có gió lạnh, thậm chí khi có mưa phùn lất phất. Mặt trong chất liệu là vải nỉ dịch kim, không làm sổ lông trong quá trình sử dụng, thoáng khí, phù hợp khi đi ngoài trời nắng, tránh nóng nắng hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó thì mỗi chiếc áo khoác thời trang hai mặt của thương hiệu Dore còn có đường may tinh tế và sắc nét nữa, hạn chế thấm nước với lớp bên ngoài, bên trong lại còn giữ ấm hiệu quả và sử dụng bền lâu. Quý vị không cần phải mua hai chiếc áo khoác, mình sẽ có ngay một chiếc áo khoác nhưng sử dụng được cả hai mặt thật tiện lợi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi chúng ta đi ra bên ngoài thì quý vị thường sẽ lựa chọn ngay sản phẩm nào sẽ bên cạnh mình à? Đó có phải là những chiếc áo khoác hay không? Để quý vị có thể an tâm, dù trời nắng, dù trời mưa, dù đường có nhiều khói bụi thì chúng ta vẫn có thể bảo vệ được ngay làn da của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một sự lựa chọn như vậy, với những chiếc áo khoác hai mặt thời trang sử dụng được cả mặt trong và khi ngược lại thì mình sẽ có ngay thêm một chiếc áo khoác với mặt ngoài nữa, đến từ thương hiệu thời trang Dore. Như quý vị cũng thấy là mình có thể linh hoạt sử dụng cho cả nam và nữ với nhiều đối tượng khác nhau và cả nhiều lứa tuổi khác nhau. Và với chất liệu cao cấp, chống thấm nước ở bên ngoài và giữ ấm ở bên trong thì Tú Trinh nghĩ rằng những chiếc áo khoác thời trang của thương hiệu Dore sẽ là một người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường cho tất cả quý vị. Hôm nay chúng tôi mang lại cho quý vị và các bạn với 5 sự chọn lựa khác nhau về 5 kích thước size M, size L, size XL, 2XL và 3XL. Như vậy là tùy theo trọng lượng và từng độ tuổi chúng ta có thể chọn lựa, và quý vị có thể gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137 để được tổng đài viên tư vấn kỹ hơn, giúp cho quý vị chọn lựa ngay một chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore phù hợp với kích thước thân hình của mình quý vị nha. 3 màu sắc tận dụng được cả hai mặt cũng như kết hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau, đi đến cơ quan làm việc, chúng ta lưu thông trên đường phố hoặc là đi du lịch trong những điều kiện thời tiết trời nắng, trời mưa hoặc là trời giá rét ở những khu vực tỉnh phía Bắc, để giúp cho chúng ta bảo vệ được thân nhiệt, giúp chúng ta bảo vệ tránh khói bụi và ô nhiễm môi trường cùng với sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore trên VTV Huỳnh Đài Home Shopping với mức giá 349.000 đồng. Quý vị được tặng kèm thêm một chiếc nón bảo hiểm để lưu thông an toàn trên đường phố. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn được áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này. 1900 7137 là tổng đài để giúp chúng ta chọn lựa ngay và được cho hàng tận nhà. Hoặc quý vị có thể tìm kiếm thông tin của dòng sản phẩm trong website vtvhuynhdai.vn.
Chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, thiết kế hai mặt thuận tiện khi sử dụng, mức giá 349.000 đồng, có 3 màu, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, quà tặng hấp dẫn, nón bảo hiểm khi lưu thông trên đường phố. Và thưa quý vị, bên cạnh việc có 3 màu thì chúng ta sẽ còn có ngay là 5 size cho quý vị dễ dàng lựa chọn cho mỗi chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, đa dạng size phù hợp cho cả nam và nữ, size M, L, XL, 2XL và cả 3XL. Quý vị có thể gọi về ngay tổng đài của chúng tôi để có được ngay những tư vấn hết sức cụ thể. Quà tặng hấp dẫn đi kèm nón bảo hiểm để giúp chúng ta lưu thông an toàn trên đường phố. Áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, mặt ngoài chất liệu polyester hạn chế thấm nước, phù hợp khi mặc ngoài trời có gió lạnh, thậm chí khi có mưa phùn lất phất. Mặt trong chất liệu là vải nỉ dịch kim, không làm sổ lông trong quá trình sử dụng, thoáng khí, phù hợp khi đi ngoài trời nắng, tránh nóng nắng hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó thì mỗi chiếc áo khoác thời trang hai mặt của thương hiệu Dore còn có đường may tinh tế và sắc nét nữa, hạn chế thấm nước với lớp bên ngoài, bên trong lại còn giữ ấm hiệu quả và sử dụng bền lâu. Quý vị không cần phải mua hai chiếc áo khoác, mình sẽ có ngay một chiếc áo khoác nhưng sử dụng được cả hai mặt thật tiện lợi. Rất vui khi quý vị và các bạn lại đang tiếp tục đồng hành cùng với những chương trình mua sắm hấp dẫn trên VTV Hyundai Home Shopping. Và Trinh thường hay có một câu hỏi dành đến cho Minh Trí cũng như là tất cả quý vị là mỗi khi mà chúng ta đi ra bên ngoài thì vật dụng không thể thiếu của tất cả quý vị là gì ạ? Có nhiều người nói rằng đó chính là những chiếc nón để chúng ta là bảo vệ cho làn da của mình nè, nhất là khuôn mặt của chúng ta, rồi khẩu trang nữa. Nhưng mà vật dụng đối với Trinh không thể thiếu được đó chính là những chiếc áo khoác. Những chiếc áo khoác không chỉ dừng lại ở việc là bảo vệ cho làn da của mình, tránh được tác hại của ánh nắng mặt trời, bảo vệ làn da của mình tránh được tác hại của khói bụi, bên cạnh đó là còn giúp chúng ta là giữ ấm cho cơ thể của mình nữa. Nhưng những chiếc áo khoác mà đảm bảo cả về yếu tố thời trang, về chất lượng và còn dễ dàng sử dụng thì chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Vậy thì ngày hôm nay, những chiếc áo sử dụng được cả hai mặt, những chiếc áo khoác đến từ thương hiệu Dore sẽ là một giải pháp mà quý vị không nên bỏ qua quý vị nha. Từ mặt trong đến mặt ngoài với chất liệu cao cấp chúng ta đều có thể dễ dàng sử dụng được. Chẳng hạn như bây giờ thì trên tay của Trinh đang cầm ngay một chiếc áo khoác đến từ thương hiệu Dore, và quý vị rất là an tâm khi chúng ta chạm vào bề mặt của áo khoác với lớp bên ngoài, đó chính là lớp vải polyester rất là mềm mịn và cực kỳ mát quý vị ạ. Và khi mà chúng ta đi bên ngoài trời mưa thì cũng hạn chế thấm nước nữa, cho nên quý vị cứ an tâm khi mà chúng ta sử dụng nha. Và đặc biệt hơn là khi mà chúng ta sử dụng ở nhà của mình, và quý vị hãy cùng kiểm tra từ mặt trước đến mặt sau và ở bên trong như thế này sẽ có thêm đó chính là một họa những họa tiết khác, đồng thời là thêm một lớp áo khoác khác nữa, màu đỏ và màu đen là mặt trong đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta xoay lại, quý vị sẽ có ngay đó chính là màu trắng kết hợp cùng với màu xanh là ở mặt ngoài của chiếc áo khoác thời trang Dore, rất là tiện lợi luôn. Và đối với túi Trinh thì các chị em phụ nữ của mình có thể dễ dàng sử dụng ngay chiếc áo khoác này để làm chi ạ? Mình mặc đi ra bên ngoài, toàn bộ cánh tay của mình được che phủ, được bảo vệ tránh khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, đồng thời là phần cổ tay sẽ được bo tròn rất là tiện lợi như vậy để chúng ta có thể là cố định ngay phần cổ tay và thoải mái chúng ta chạy xe, rất là an toàn quý vị nha. Chất liệu thun dày dặn, co giãn và còn cao cấp nữa chứ. Và do đó thì chúng ta có thể là kết hợp ngay chiếc áo khoác thời trang của thương hiệu Dore với rất nhiều trang phục khác nhau, khỏe khoắn, năng động là những điều mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được ngay. Bên cạnh đó là còn cảm giác rất là an toàn nữa thưa quý vị. Như vậy là những chiếc áo khoác Dore hai mặt với hai chất liệu vải khác nhau, đó là một mặt polyester và một mặt còn lại là bằng vải nỉ được dịch kim, giúp chúng ta linh động thay đổi, kết hợp nhiều với lại trang phục khác nhau. Ví dụ như là mình lưu thông ngoài đường phố hoặc là mình đi du lịch, có thể là mình đi đến những vùng núi cao mà giá lạnh hơn thì mình có thể thay đổi ngay mặt nỉ ở bên trong để giữ ấm được thân nhiệt hơn. Ở đây thì Minh Trí cũng đang mặc trên người đó là áo khoác Dore hai mặt với mặt ngoài là chất liệu polyester để giúp cho chúng ta hạn chế việc chống thấm nước, đặc biệt là lưu thông trên đường phố để khi mà thời tiết ví dụ như là trời mưa, giúp cho quý vị và các bạn có thể là an tâm hơn. Đặc biệt hơn đó là chúng ta sẽ có phần dây khóa kéo rất là mềm mại và êm ái. Ở đây Trí có thể kéo nhẹ lên để quý vị và các bạn dễ dàng quan sát được. Cái phần dây kéo này sẽ giúp cho chúng ta an tâm hơn, giữ được thân nhiệt của cơ thể mình quý vị và các bạn nha. Cùng với dây kéo rất là mềm mại thì chúng ta quan sát đó là phần bo thun. Phần bo thun ở phần thân áo giúp chúng ta sẽ giữ kín hơn, đặc biệt là trong những cái điều kiện là mình lưu thông ngoài đường phố, ô nhiễm môi trường nè, nắng nóng nè, giúp cho chúng ta sẽ giữ được kín phần bụi có thể là khó để lọt vào bên trong cơ thể của mình. Và đặc biệt là kéo cao hơn bên trên nữa thì quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát đó là phần túi áo như thế này. Cả hai bên túi áo đều có dây kéo để giúp chúng ta có thể là đựng được vật dụng cá nhân bên trong chính chiếc áo khoác Dore hai mặt thế này quý vị và các bạn nha. Và ở phần trên thì sao ạ? Dây kéo mềm mại này sẽ di chuyển và cũng như là sẽ kéo phần kín phần cổ áo luôn quý vị nha. Ở đây Trí có thể kéo cao lên để quý vị có thể dễ dàng quan sát hơn.
phần cổ áo có phần cao lên như vậy để giúp cho chúng ta làm gì ạ? À, trong những điều kiện ở các tỉnh khu vực phía Bắc chẳng hạn, những khi mà trời rét, trời chúng ta hơn, cũng có thể là giữ ấm được thân nhiệt vào cơ thể của mình, và lưu thông trên đường phố thì giúp chúng ta hạn chế được việc là bụi có thể lọt vào bên trong cơ thể mình quý vị nha. Áo khoác Dore hai mặt, tận dụng cả hai mặt với nhiều màu sắc khác nhau, năm kích cỡ size M, size L, XL, 2XL, 3XL, như vậy là tùy theo từng kích cỡ khác nhau và tất cả các đối tượng nam nữ đều có thể chọn lựa được, cùng với mức giá ưu đãi 349.000 đồng. Và thưa quý vị, rõ ràng là với 349.000 đồng thì có khi quý vị sẽ không đủ khoản chi phí để mà chúng ta mua được cả hai chiếc áo khoác cùng một lúc luôn. Nhưng bây giờ thì với 349.000 đồng, quý vị chắc chắn một điều là sẽ có ngay một chiếc áo khoác chất lượng cao đến từ thương hiệu Dore. Và như lúc nãy quý vị thấy là Trinh chỉ mới kết hợp là chiếc áo khoác ở bên ngoài với lớp vải thiết kế đó chính là màu trắng và màu xanh thôi. Nhưng bây giờ mình sẽ thử thay đổi quý vị nha. Với sự biến đổi rất là đơn giản như vậy, chất liệu vải polyester cực kỳ an toàn luôn. Bên cạnh đó là còn chống thấm nước nữa chứ. Nhưng khi chúng ta cùng xoay ra mặt bên trong thì quý vị sẽ dễ dàng cảm nhận rõ rệt ngay. Mình cũng chỉ đơn giản chúng ta đổi luôn cả phần tay áo như thế này là quý vị sẽ có thêm một chiếc áo khoác mới nữa. Và thao tác chỉ mất có một vài giây mà thôi. Quý vị thấy đó là cực kỳ nhanh chóng đúng không ạ? Rồi ở đây Trinh đã có một chiếc áo khoác mới rồi mà không cần phải bỏ thêm một khoản chi phí nào để chúng ta có thể sở hữu thêm. Đây chính là một trong những ưu điểm vượt trội của áo khoác thời trang đến từ thương hiệu Dore quý vị nha. Sử dụng được cả mặt trong và cả mặt ngoài, kết hợp được với nhiều trang phục khác nhau và sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh. Chúng ta đi ra bên ngoài nè, tham gia lưu thông trên đường phố, những chuyến đi chơi xa cùng với mọi thành viên trong nhà của mình nữa. Và bên cạnh đó là còn giữ ấm cho cơ thể của chúng ta một cách rất là an toàn và ổn định luôn. Và Minh Trí à, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có thêm một quà tặng mà Trinh nghĩ rằng đó nha Trí, là quà tặng này rất là cần thiết dành đến cho mỗi gia đình nữa. Như vậy là dòng sản phẩm chính áo khoác Dore hai mặt giúp chúng ta có thể là, tôi Trinh nghĩ là lưu thông trên đường phố để giúp chúng ta sẽ an tâm hơn để bảo vệ cơ thể của mình. Và đặc biệt hơn là quà tặng đi kèm đó chính là một chiếc nón bảo hiểm quý vị nha. Và quà tặng này chỉ có số lượng giới hạn trong thời gian phát sóng chương trình thôi. Do đó quý vị và các bạn hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, với 349.000 đồng quý vị và các bạn sẽ có ngay quà tặng hấp dẫn trong thời gian phát sóng này, đó chính là một chiếc nón bảo hiểm dành tặng cho tất cả các thành viên bên trong chính gia đình của mình, cùng với phần khóa cài rất là chắc chắn như thế này sẽ giúp cho chúng ta khi lưu thông ngoài đường phố thì đừng quên là chúng ta sẽ mang theo những chiếc nón bảo hiểm như thế này quý vị và các bạn nha. Wow. Trong thời gian phát sóng chương trình này hãy nhanh chóng đặt hàng qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137, chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, thiết kế hai mặt thuận tiện khi sử dụng, mức giá 349.000 đồng, có 3 màu, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, quà tặng hấp dẫn nón bảo hiểm khi lưu thông trên đường phố. Và thưa quý vị, bên cạnh việc có 3 màu thì chúng ta sẽ còn có ngay là 5 size cho quý vị dễ dàng lựa chọn cho mỗi chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, đa dạng size phù hợp cho cả nam và nữ, size M, L, XL, 2XL và cả 3XL. Quý vị có thể gọi về ngay tổng đài của chúng tôi để có được ngay những tư vấn hết sức cụ thể. Quà tặng hấp dẫn đi kèm nón bảo hiểm để giúp chúng ta lưu thông an toàn trên đường phố. Áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, mặt ngoài chất liệu polyester hạn chế thấm nước, phù hợp khi mặc ngoài trời có gió lạnh, thậm chí khi có mưa phùn lất phất. Mặt trong chất liệu là vải nỉ dịch kim, không làm sổ lông trong quá trình sử dụng, thoáng khí, phù hợp khi đi ngoài trời nắng, tránh nóng nắng hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó thì mỗi chiếc áo khoác thời trang hai mặt của thương hiệu Dore còn có đường may tinh tế và sắc nét nữa, hạn chế thấm nước với lớp bên ngoài, bên trong lại còn giữ ấm hiệu quả và sử dụng bền lâu. Quý vị không cần phải mua hai chiếc áo khoác, mình sẽ có ngay một chiếc áo khoác nhưng sử dụng được cả hai mặt thật tiện lợi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi chúng ta đi ra bên ngoài thì quý vị thường sẽ lựa chọn ngay sản phẩm nào sẽ bên cạnh mình ạ? Đó có phải là những chiếc áo khoác hay không? Để quý vị có thể an tâm, dù trời nắng, dù trời mưa, dù đường có nhiều khói bụi thì chúng ta vẫn có thể bảo vệ được ngay làn da của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một sự lựa chọn như vậy với những chiếc áo khoác hai mặt thời trang, sử dụng được cả mặt trong và khi ngược lại thì mình sẽ có ngay thêm một chiếc áo khoác với mặt ngoài nữa đến từ thương hiệu thời trang Dore. Như quý vị cũng thấy là mình có thể linh hoạt sử dụng cho cả nam và nữ với nhiều đối tượng khác nhau và cả nhiều lứa tuổi khác nhau. Và với chất liệu cao cấp, chống thấm nước ở bên ngoài và giữ ấm ở bên trong thì Tú Trinh nghĩ rằng những chiếc áo khoác thời trang của thương hiệu Dore sẽ là một người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường cho tất cả quý vị. Hôm nay chúng tôi mang lại cho quý vị và các bạn với 5 sự chọn lựa khác nhau về 5 kích thước size M, size L,
size XL, 2XL và 3XL. Như vậy là tùy theo trọng lượng và từng độ tuổi chúng ta có thể chọn lựa, và quý vị có thể gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137 để được tổng đài viên tư vấn kỹ hơn, giúp cho quý vị chọn lựa ngay một chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore phù hợp với kích thước thân hình của mình quý vị nha. Ba màu sắc tận dụng được cả hai mặt cũng như kết hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau. Đi đến cơ quan làm việc, chúng ta lưu thông trên đường phố hoặc là đi du lịch trong những điều kiện thời tiết trời nắng, trời mưa hoặc là trời giá rét ở những khu vực tỉnh phía Bắc, để giúp cho chúng ta bảo vệ được thân nhiệt, giúp chúng ta bảo vệ tránh khói bụi và ô nhiễm môi trường cùng với sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore trên VTV Hyundai Hub Shopping với mức giá 349.000 đồng. Quý vị được tặng kèm thêm một chiếc nón bảo hiểm để lưu thông an toàn trên đường phố. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn được áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này. 1900 7137 là tổng đài để giúp chúng ta chọn lựa ngay và được giao hàng tận nhà. Hoặc quý vị có thể tìm kiếm thông tin của dòng sản phẩm trong website vtvhyundai.vn. Chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, thiết kế hai mặt thuận tiện khi sử dụng, mức giá 349.000 đồng, có 3 màu, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, quà tặng hấp dẫn nón bảo hiểm khi lưu thông trên đường phố. Và thưa quý vị, bên cạnh việc có 3 màu thì chúng ta sẽ còn có hai là 5 size cho quý vị dễ dàng lựa chọn cho mỗi chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, đa dạng size phù hợp cho cả nam và nữ, size M, L, XL, 2XL và cả 3XL. Quý vị có thể gọi về ngay tổng đài của chúng tôi để có được ngay những tư vấn hết sức cụ thể. Quà tặng hấp dẫn đi kèm nón bảo hiểm để giúp chúng ta lưu thông an toàn trên đường phố. Áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, mặt ngoài chất liệu polyester hạn chế thấm nước, phù hợp khi mặt ngoài trời có gió lạnh, thậm chí khi có mưa phùn lất phất. Mặt trong chất liệu là vải nỉ dịch kim, không làm sổ lông trong quá trình sử dụng, thoáng khí, phù hợp khi đi ngoài trời nắng, tránh nóng nắng hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó thì mỗi chiếc áo khoác thời trang hai mặt của thương hiệu Dore còn có đường may tinh tế và sắc nét nữa, hạn chế thấm nước với lớp bên ngoài, bên trong lại còn giữ ấm hiệu quả và sử dụng bền lâu. Quý vị không cần phải mua hai chiếc áo khoác, mình sẽ có ngay một chiếc áo khoác nhưng sử dụng được cả hai mặt tiện lợi. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại phim trường VTV Hyundai Home Shopping cùng với sản phẩm chính ngày hôm nay. Đó chính là áo Dore hai mặt để có thể bảo vệ thân nhiệt và giữ ấm cơ thể của mình. Ở đây thì Minh Trí lúc nãy đã có ngay, đó chính là chiếc áo Dore hai mặt với chất liệu bên trong đó là nỉ được dệt kim để giúp chúng ta giữ ấm được thân nhiệt của mình trong những điều kiện là thời tiết giá lạnh. Tuy nhiên trong những ngày chúng ta cảm thấy là trời mát hơn mà chúng ta cũng cần phải lưu thông trên đường phố và mát mẻ hơn thì chúng ta có thể tận dụng cả mặt trong và mặt ngoài của chiếc áo này quý vị nha. Ở đây thì chỉ có thể là kéo cái phần dây kéo rất là đơn giản như thế này, rất là nhẹ nhàng thôi, để mình có thể là tận dụng cả mặt ngoài lẫn mặt trong. Ở đây thì Trí có thể là thay đổi cho quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được, đó là mình chỉ cần là thay đổi ngay với lại là mặt bên ngoài, đó chính là vải polyester, để giúp chúng ta nhiều khi điều kiện thời tiết là trời mưa chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể là thay đổi ngay với chiếc áo ở mặt ngoài. Từ mặt trong đó là màu đen với màu xám thì mặt ngoài là màu đen với màu đỏ quý vị nha. Chúng ta sẽ có 3 màu sắc để tự lựa chọn khác nhau, cùng với lại phần bo thun ở cổ và cũng như là phần bo thun ở thân áo sẽ giúp cho quý vị và các bạn lưu thông ngoài đường phố và giúp cho chúng ta hạn chế được việc đó là bụi có thể len vào bên trong chính cơ thể của mình. Đúng rồi Minh Trí à, và Trinh đang nghĩ đến việc đó chính là nếu như mà chúng ta mua hai chiếc áo khoác này nhưng mà vô tình khi mà chúng ta đổ lại mặc ở bên trong thì mình sẽ có ngay đó chính là một chiếc áo khoác đôi đúng không ạ? Rất là tiện lợi luôn. Và đó cũng chính là một trong những ưu điểm mà đã có rất là nhiều khách hàng tin dùng khi mà lựa chọn những sản phẩm áo khoác hai mặt chất lượng cao đến từ thương hiệu thời trang Dore quý vị ạ. À. Với mức giá chính là 349.000 đồng mà thôi, nhưng chúng ta có thể sử dụng được cả hai mặt khác nhau, và cả hai mặt, mặt trong và mặt ngoài của áo đều có chất liệu khác nhau, phù hợp cho nhiều điều kiện thời tiết cũng như là nhiều hoàn cảnh mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ như quý vị muốn có một phong cách trẻ trung và khỏe khoắn với đường sọc chỉ đỏ ở bên đây thì quý vị có thể đổi ngay là mặt trong của mỗi chiếc áo khoác thời trang Dore cùng với chất liệu đó chính là nỉ kết hợp cùng với dệt kim, vừa cao cấp vừa mát mịn. Khi chúng ta chạm tay vào quý vị sẽ cảm nhận ngay điều đó thôi. Đồng thời nữa là khi mà quý vị quan sát kỹ hơn, đó chính là về ở phần cổ áo cũng như là ở phần tay áo của chúng ta đều có những đường bo thun như thế này. Và những đường bo thun này sẽ có tác dụng gì ạ? Đó chính là sẽ cố định lại cái phần tay áo, bảo vệ hết toàn bộ phần tay của mình để chúng ta không phải lo là ánh nắng mặt trời có thể xâm nhập vào, cũng như là hạn chế khói bụi và giữ ấm cho cơ thể của mình nữa. Phần bo thun với chất liệu thun dày dặn cao cấp như vậy, nó sẽ cố định lại phần cổ tay, giúp chúng ta an tâm hơn khi chúng ta lái xe và di chuyển ở trên đường của mình. Tương tự như thế thì quý vị cũng sẽ có ngay đó chính là phần khóa kéo. Phần khóa kéo vừa dài và có thể thay đổi được cả
hai mặt nên quý vị có thể an tâm khi chúng ta cần phải giữ ấm cho cơ thể của mình. Đó quý vị cũng thấy nha, rất là nhẹ nhàng luôn. Trinh cũng có thể là y như Minh Trí như vậy, chúng ta kéo từ phần dưới áo mà chúng ta kéo từ từ lên, và sau cùng là sao ạ? Mình có thể là chúng ta bảo vệ ngay cả phần cổ của mình như thế này nữa. Đó quý vị cũng hãy thử tưởng tượng nha, và những lúc mà trời trở nên lạnh hơn ở khu vực miền Bắc nè, hay đi ra bên ngoài mà chúng ta đang sợ là ánh nắng sẽ làm đen phần cổ của mình, thì ở đây quý vị sẽ không còn phải lo lắng về điều đó nữa. Với phần cổ được che kín đáo như vậy đây, rất là an toàn luôn, là một sự lựa chọn cần thiết dành đến cho tất cả quý vị khi chúng ta muốn lưu thông một cách an toàn trên đường phố. Và hôm nay chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị và các bạn với 5 sự chọn lựa khác nhau về 5 kích cỡ size M, L, XL, 2XL và cả 3XL, tùy theo là trọng lượng của từng thành viên bên trong chính gia đình của mình hay là từng theo độ tuổi. Ví dụ như Tú Trinh thì có thể chọn ngay size M, còn Trí thì có thể chọn ngay size đó là XL. Để giúp cho chúng ta có thể chọn lựa được thì quý vị có thể gọi vào số tổng đài 1900 7137, các bạn tổng đài viên sẽ tư vấn kỹ hơn để giúp cho quý vị và các bạn có thể chọn lựa được một chiếc áo khoác Dore hai mặt có kích thước phù hợp với thân hình của mình, và đặc biệt là cả nam và nữ giới đều có thể chọn lựa được quý vị nha. 349.000 đồng thôi, chúng ta sẽ có ngay một chiếc áo khoác Dore lên tới hai mặt, và được tặng kèm theo đó chính là một chiếc nón bảo hiểm để giúp chúng ta lưu thông an toàn trên đường phố. Quà tặng rất có ý nghĩa nhưng chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này mà thôi. Rất mong là quý vị đang cần áo khoác và chúng ta cũng đang cần có những chiếc nón bảo hiểm, thì hãy gọi và đặt hàng qua kênh truyền hình VTV Hình Đào Shopping 1900 7137, chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà cho quý vị. Chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, thiết kế hai mặt thuận tiện khi sử dụng, mức giá 349.000 đồng, có 3 màu, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, quà tặng hấp dẫn nón bảo hiểm khi lưu thông trên đường phố. Và thưa quý vị, bên cạnh việc có 3 màu thì chúng ta sẽ còn có ngay là 5 size cho quý vị dễ dàng lựa chọn cho mỗi chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, đa dạng size phù hợp cho cả nam và nữ, size M, L, XL, 2XL và cả 3XL. Quý vị có thể gọi về ngay tổng đài của chúng tôi để có được ngay những tư vấn hết sức cụ thể. Quà tặng hấp dẫn đi kèm nón bảo hiểm để giúp chúng ta lưu thông an toàn trên đường phố. Áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, mặt ngoài chất liệu polyester hạn chế thấm nước, phù hợp khi mặt ngoài trời có gió lạnh, thậm chí khi có mưa phùn lất phất. Mặt trong chất liệu là vải nỉ dịch kim, không làm sổ lông trong quá trình sử dụng, thoáng khí, phù hợp khi đi ngoài trời nắng, tránh nóng nắng hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó thì mỗi chiếc áo khoác thời trang hai mặt của thương hiệu Dore còn có đường may tinh tế và sắc nét nữa, hạn chế thấm nước với lớp bên ngoài, bên trong lại còn giữ ấm hiệu quả và sử dụng bền lâu. Quý vị không cần phải mua hai chiếc áo khoác, mình sẽ có ngay một chiếc áo khoác nhưng sử dụng được cả hai mặt thật tiện lợi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi chúng ta đi ra bên ngoài thì quý vị thường sẽ lựa chọn ngay sản phẩm nào sẽ bên cạnh mình ạ? Đó có phải là những chiếc áo khoác hay không? Để quý vị có thể an tâm dù trời nắng, dù trời mưa, dù đường có nhiều khói bụi thì chúng ta vẫn có thể bảo vệ được ngay làn da của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một sự lựa chọn như vậy với những chiếc áo khoác hai mặt thời trang, sử dụng được cả mặt trong, và khi ngược lại thì mình sẽ có ngay thêm một chiếc áo khoác với mặt ngoài nữa đến từ thương hiệu thời trang Dore. Như quý vị cũng thấy là mình có thể linh hoạt sử dụng cho cả nam và nữ với nhiều đối tượng khác nhau và cả nhiều lứa tuổi khác nhau. Và với chất liệu cao cấp, chống thấm nước ở bên ngoài và giữ ấm ở bên trong, thì Tú Trinh nghĩ rằng những chiếc áo khoác thời trang của thương hiệu Dore sẽ là một người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường cho tất cả quý vị. Hôm nay chúng tôi mang lại cho quý vị và các bạn với 5 sự chọn lựa khác nhau về 5 kích thước size M, size L, size XL, 2XL và 3XL. Như vậy là tùy theo trọng lượng và từng độ tuổi chúng ta có thể chọn lựa, và quý vị có thể gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137 để được tổng đài viên tư vấn kỹ hơn, giúp cho quý vị chọn lựa ngay một chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore phù hợp với kích thước thân hình của mình quý vị nha. 3 màu sắc tận dụng được cả hai mặt cũng như kết hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau. Đi đến cơ quan làm việc, chúng ta lưu thông trên đường phố hoặc là đi du lịch trong những điều kiện thời tiết trời nắng, trời mưa hoặc là trời giá rét ở những khu vực tỉnh phía Bắc, để giúp cho chúng ta bảo vệ thân nhiệt, giúp chúng ta bảo vệ tránh khói bụi và ô nhiễm môi trường cùng với sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore trên VTV Hyundai Home Shopping với mức giá 349.000 đồng. Quý vị được tặng kèm thêm một chiếc nón bảo hiểm để lưu thông an toàn trên đường phố. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn được áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này. 1900 7137 là tổng đài để giúp chúng ta chọn lựa ngay và được giao hàng tận nhà. Hoặc quý vị có thể tìm kiếm thông tin của dòng sản phẩm trong website vtvhyundai.vn. Chương trình mua sắm hấp dẫn trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping, sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, thiết kế hai mặt thuận tiện khi sử dụng,
mức giá 349.000 đồng, có 3 màu, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, quà tặng hấp dẫn, nón bảo hiểm khi lưu thông trên đường phố. Và thưa quý vị, bên cạnh việc có 3 màu thì chúng ta sẽ còn có ngay là 5 size cho quý vị dễ dàng lựa chọn cho mỗi chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, đa dạng size phù hợp cho cả nam và nữ, size M, L, XL, 2XL và cả 3XL. Quý vị có thể gọi về ngay tổng đài của chúng tôi để có được ngay những tư vấn hết sức cụ thể. Quà tặng hấp dẫn đi kèm nón bảo hiểm để giúp chúng ta lưu thông an toàn trên đường phố. Áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore, mặt ngoài chất liệu polyester, hạn chế thấm nước, phù hợp khi mặc ngoài trời có gió lạnh, thậm chí khi có mưa phùn lất phất. Mặt trong chất liệu là vải nỉ dịch kim, không làm sổ lông trong quá trình sử dụng, thoáng khí, phù hợp khi đi ngoài trời nắng, tránh nóng nắng hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi chúng ta đi ra bên ngoài thì quý vị thường sẽ lựa chọn ngay sản phẩm nào sẽ bên cạnh mình ạ? Đó có phải là những chiếc áo khoác hay không? Để quý vị có thể an tâm, dù trời nắng, dù trời mưa, dù đường có nhiều khói bụi thì chúng ta vẫn có thể bảo vệ được ngay làn da của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một sự lựa chọn như vậy với những chiếc áo khoác hai mặt thời trang, sử dụng được cả mặt trong và khi ngược lại thì mình sẽ có ngay thêm một chiếc áo khoác với mặt ngoài nữa đến từ thương hiệu thời trang Dore. Như quý vị cũng thấy là mình có thể linh hoạt sử dụng cho cả nam và nữ với nhiều đối tượng khác nhau và cả nhiều lứa tuổi khác nhau. Và với chất liệu cao cấp, chống thấm nước ở bên ngoài và giữ ấm ở bên trong thì Tú Trinh nghĩ rằng những chiếc áo khoác thời trang của thương hiệu Dore sẽ là một người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường cho tất cả quý vị. Hôm nay chúng tôi mang lại cho quý vị và các bạn với 5 sự chọn lựa khác nhau về 5 kích thước size M, size L, size XL, 2XL và 3XL. Như vậy là tùy theo trọng lượng và từng độ tuổi chúng ta có thể chọn lựa. Quý vị có thể gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137 để được tổng đài viên tư vấn kỹ hơn, giúp cho quý vị chọn lựa ngay một chiếc áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore phù hợp với kích thước thân hình của mình quý vị nha. 3 màu sắc tận dụng được cả hai mặt cũng như kết hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau. Đi đến cơ quan làm việc, chúng ta lưu thông trên đường phố hoặc là đi du lịch trong những điều kiện thời tiết trời nắng, trời mưa hoặc là trời giá rét ở những khu vực tỉnh phía Bắc để giúp cho chúng ta bảo vệ được thân nhiệt, giúp chúng ta bảo vệ tránh khói bụi và ô nhiễm môi trường cùng với sản phẩm áo khoác hai mặt của thương hiệu Dore trên VTV Hyundai Hub Shopping với mức giá 349.000 đồng. Quý vị được tặng kèm thêm một chiếc nón bảo hiểm để lưu thông an toàn trên đường phố. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn được áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này. 1900 7137 là tổng đài để giúp chúng ta chọn lựa ngay và được giao hàng tận nhà. Hoặc quý vị có thể tìm kiếm thông tin của dòng sản phẩm trên website vtvhyundai.vn. Quý vị và các bạn thân mến, thay vì là chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền kha khá để mua hai chiếc áo khoác khác nhau thì tại sao quý vị không chỉ đầu tư là 349.000 đồng thôi, nhưng chúng ta sẽ có một chiếc áo khoác sử dụng được cả hai mặt, mặt trong và cả mặt ngoài. Lúc đầu chương trình thì quý vị cũng thấy là Trinh có một chiếc áo khoác có sự kết hợp từ màu xanh dương và màu trắng, nhưng bây giờ sau khi mà chúng ta đổi mặt lại từ mặt ngoài thành mặt trong thì mình sẽ có ngay một chiếc áo khoác có sự kết hợp khỏe khoắn hơn, trẻ trung hơn và năng động hơn với màu đen cùng với màu đỏ rất là nổi bật quý vị nha. Nhưng chỉ cần một lần mua sắm mà thôi, 349.000 đồng, những chiếc áo khoác thời trang đến từ thương hiệu Dore. Và quý vị ơi, đừng bỏ qua cơ hội này nha, bởi vì mình sẽ còn có thêm quà tặng rất hấp dẫn nữa. 349.000 đồng, quý vị và các bạn sẽ có ngay một chiếc áo khoác Dore hai mặt, sử dụng được cả hai mặt với hai chất liệu vải khác nhau, đó là polyester và cả một mặt nỉ, cho nhiều điều kiện thời tiết để bảo vệ thân nhiệt cơ thể của mình. Được tặng ngay nón bảo hiểm để giúp chúng ta lưu thông trên đường phố an toàn hơn quý vị nha. Quà tặng có giới hạn và chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này. Tuy nhiên chỉ còn vài phút nữa là chương trình này sẽ khép lại và chúng ta sẽ không còn cơ hội mua sắm hấp dẫn nữa. Làm sao để nắm bắt được chương trình này, chúng ta hãy gọi nhanh vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137 hoặc truy cập vào website vtvhyundai.vn tìm hiểu kỹ thông tin của dòng sản phẩm áo Dore hai mặt 349.000 đồng và được tặng kèm theo nón bảo hiểm. Đến đây thì thời gian phát sóng chương trình xin được khép lại. Minh Thúy và Tú Trinh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những lần mua sắm tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.